Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Tối hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2024. Em mến chào quý cô chú anh chị mình, chúc cả nhà mình, chúc cô chú anh chị trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc ha. Giờ này thì cũng gần 7 giờ tối rồi cả nhà. Em đang có mặt tại số 5 được gặp thời điểm. Em muốn cập nhật và chia sẻ những thông tin mới nhất gửi đến quý cô chú anh chị mình được biết ha. Cả nhà mình cũng biết rồi, ngày 16 tháng 3 năm 2024 tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng thì chị Hồng Loan cũng có sự tham gia của chị Hồng Loan với những bài hát phải nói là làm cho khán giả xúc động và nghẹn ngào ha cả nhà. Chị Hồng Loan không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng mà lên sân khấu cũng như vậy cũng rất là bản lĩnh rồi. Tuy là có phần hơi rung nhưng chị Hồng Loan vẫn diễn đạt hoàn thành những cái bài hát của mình trên sân khấu. Thì trong đó thì có anh Hai Vũ Lân, chị Ba Bình Tinh cùng với anh Linh Tý cũng có tham gia cùng tất cả các nghệ sĩ khác. Cái chương trình đó phải nói là rất là thành công và thành công rực rỡ, được ban tổ chức của sân khấu Trống Đồng đánh giá là một cái buổi nhạc, một cái đêm nhạc thật sự rất là thành công ngoài sự mong đợi luôn của chú anh chị. Sau cái thời gian đó thì ban tổ chức cũng có chia sẻ sắp tới đây thì chị Hồng Loan sẽ được mời tiếp tục tham gia cũng là cái chủ đề nghĩ về cha nhưng mà tại các tỉnh như là Tây Ninh và một chuỗi về miền Tây hay cả nhà. Về miền Tây thì theo như em được biết nha, em tiết lộ cho cô chú anh chị mình một chút xíu, về miền Tây sẽ là ngày mùng 5 tháng 5, 11 tháng 5 và 18 tháng 5 đó, về miền Tây hay cả nhà. Đó là thông tin mà em được biết một chút xíu, còn vấn đề thông tin chính xác thì sau này thì em sẽ cố gắng cập nhật một thông tin chính xác hơn cho cả nhà mình ha. Có thể là Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc là Cần Thơ đó, những cái tỉnh đó cả nhà. Về miền Tây á, thì cái đó là em mới biết sơ sơ về một chút xíu, em bật mí cho cả nhà mình. Còn về Tây Ninh thì là ngày 20, em nhớ là ngày 27 cả nhà, 27 tháng 4 hình như là hôm bữa em có làm video, em nhớ là ngày 27 hay gì á. Thì tại vì hai điểm ở Tây Ninh, nhưng mà không biết là một điểm hai điểm thì cần phải có lịch trình chính xác hơn nữa ha. Nhưng mà về Tây Ninh là chắc chắn. Còn về các tỉnh miền Tây thì sẽ có 3 ngày, ngày 5 tháng 5, mùng 5 tháng 5 đó là ngày Tây nha, ngày mùng 1 và ngày 18. Đó là cái mật mí của em. Cả nhà biết không, sau cái điểm diễn đó thì được bà con cô bác gần xa trong và nước, ngoài nước được yêu mến rất là nhiều, mọi người cổ vũ động viên. Cho dù chị Hồng Loan có bị rung như thế nào đó thì cũng không sao, mọi người rất là hoan hỷ, bỏ qua cái đó, tại vì không phải là ca sĩ chuyên nghiệp mà như vậy là rất là hay rồi. Và diễn đạt cho nó những cái bài hát nó cho nó hoàn thành, không có gọi là rung hay là bỏ giữa chừng, đó là thực sự đó là rất là may mắn ha cả nhà. Nhưng chị Hồng Loan được săn đón và được mọi người ôm hôn chụp hình tặng bông tặng hoa, nhưng mà có khán giả lại chia sẻ như thế này: chị Hồng Loan rung á, và cũng như là rung và có dấp một chút xíu là do tình cảm yêu thương bà con cô bác dành cho quá nhiều trong lúc hát á, tặng nhiều, tặng bông nè, tặng tiền nè, nó thì làm cho chị Hồng Loan phân tâm và có thể là rung một chút xíu. Đó, nhưng mà qua cái sự hỗ trợ của anh Linh Tý đem nước ra và cũng như là có những lời chia sẻ dí dỏm hài hước đó, thì chị Hồng Loan lập tức lấy lại cái bình tĩnh để hoàn thành những cái bài hát tiếp theo. Thật sự đó là một cái đêm mà làm cho khán giả phải rơi nước mắt khi mà chị Hồng Loan hát xong rồi có một cái câu nói là cha ơi con nhớ cha quá, thì thật sự đó là một lấy đi nước mắt của khán giả rất là nhiều hơn cả nhà. Ở đây thì em muốn chia sẻ với cả nhà một thông tin, chị Hồng Loan được các báo chí được gọi là viết bài về chị Hồng Loan rất là nhiều. Điển hình như là một cái bài báo của Vietnam.net, em chia sẻ và cũng như đọc cho cô chú anh chị mình nghe cái bài viết này ha. Lần đầu tiên hát trên sân khấu, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bị rung, hát sai lời. Chị Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rơi nước mắt khi ca khúc của cha trên sân khấu. Cô bật khóc, nói con nhớ cha. Hồng Loan là một trong những ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc Nghĩ về cha diễn tại sân khấu Trống Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Cô hát 3 ca khúc gồm Nhật Thực, hát cùng Linh Tý, con trai nghệ sĩ Linh Tâm, 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm, ca khúc Cha và Con Gái. Đó cả nhà. Trong đó, tình đẹp mùa chôm chôm là bài hát gắn liền với tên tuổi của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sinh thời, ông đã từng biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn, tất cả các sân khấu lớn nhỏ ở thập niên 90, ha, được khán giả khắp nơi yêu mến. Hồng Loan cũng chọn cái thể hiện ca khúc Cha và Con Gái dành tặng cho người cha quá cố. Khi biết kết thúc tiết mục, cô nghẹn ngào xúc động nói ba ơi con nhớ ba. Thật sự cái câu nói, chỉ cần một câu nói như vậy thôi cô chú anh chị, cũng làm cho khán giả động lòng, làm cho chạm đến trái tim của khán giả. Và bao nhiêu khán giả đã rơi nước mắt vì câu nói của chị Hồng Loan cả nhà.
sau khi kết thúc cái bài hát đó thì chị Hồng Loan đã có gọi là rưng rưng nước mắt ha quý cô chú anh chị. Do lần đầu tiên trên sân khấu, Hồng Loan không khỏi áp lực, cái đó là điều dĩ nhiên cả nhà, ai cũng vậy. Khi mà cho dù có là ca sĩ đã đào tạo chuyên nghiệp qua rồi á, nhưng mà lần đầu tiên đến trên sân khấu thì chắc chắn là sẽ bị áp lực. Nói đâu đơn giản thôi nè, một người MC hay là một cái giống như em đi, là một YouTube thôi, khi mà đứng trước ống kính quay như thế này còn đôi lúc mà còn phải bị dấp. Những ngày đầu tiên mà đứng lên cái ống kính để quay và chia sẻ đến khán giả mình á, là không có bao giờ tự tin cả, và nó phải vấp đi vấp lại, nói nhiều lần và nhiều lần mới thành được cái video nó hoàn thiện. Nhiều khi cô chú anh chị biết không, em chia sẻ cho cả nhà mình ha, cái câu chào đó, xin chào cô chú anh chị và các bạn đó, cái câu đó đó là cần phải học hỏi và cũng như là diễn tập rất là nhiều lần mới thành thục với cả nhà. Nhiều khi mà mình nói á, là phải vấp đi vấp tới vấp lui, nó không thành thạo và cái video của mình nó không có được suôn sẻ, không có được trau chuốt. Cái câu đó cần phải học hỏi á, nhiều khi em nói ra cô chú anh chị không tin á, em phải nói đi nói lại nhiều lần thì nó mới đạt được như vậy. Và cái thời gian của mình á, giống như mình nói nhiều lần đi, rồi nghề dạy nghề, rồi cũng như là nó trau chuốt và nó suôn sẻ hơn, lần sau thì của mình nó được đạt hơn và hoàn thiện hơn trong những cái video. Thì chị Hồng Loan cũng vậy thôi, mình nói mình hát nhiều lần ở trên sân khấu này sân khấu khác, đó là một cái tiền đề, đó cũng là một cái bàn đạp, một cái nền móng để cho chị Hồng Loan phát triển những cái sân khấu sau này. Ví dụ như là bây giờ là ở sân khấu Trống Đồng trước Tết đó, thì chị Hồng Loan có diễn xuất hài kịch với anh Linh Tý và chị Bích Trâm ở sân khấu kịch Bắc Thảo ngày 16 tháng 3 thì ở sân khấu Trống Đồng. Thì cô chú anh chị mình cũng biết đó là một cái giúp cho chị Hồng Loan tự tin hơn để cho những cái show đi diễn ở bên Úc, diễn cho kiều bào bà con cô bác ở nước ngoài ở bên Úc nghe thì nó được trôi chảy hơn. Sau khi bên Úc về á, thì chị Hồng Loan lại tiếp tục diễn Tây Ninh, thì cái show ở Tây Ninh là cái show thứ ba rồi thì lại trôi chảy hơn và nó mượt mà hơn. Rồi sau khi ở Tây Ninh về thì bà con miền Tây lại gặp chị Hồng Loan với một cái diện mạo khác, là nó hoàn thiện hơn và nó chỉnh chu và chu đáo hơn. Đó, thì nghề dạy nghề và cả nhà cũng biết là nó cần phải có sự trau chuốt và rèn luyện mài dũa nữa ha. Rồi tiếp theo em chia sẻ này cả nhà, trong phần đầu tiết mục thì cô hơi run, dẫn đến là hát phô trên và sai lời. Khi được anh Linh Tý và khán giả cổ vũ thì chị Hồng Loan lấy lại bình tĩnh và thể hiện trọn vẹn ca khúc còn lại. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh dành tặng cho Hồng Loan những bó hoa, quà, hiện kim và để lại cái lời động viên và cổ vũ ha. Đây là một đêm còn hạnh phúc vui nhất khi được vinh dự đứng trên sân khấu lớn cùng các cô chú anh chị đồng nghiệp của cha. Con được nhiều tình cảm của cô bác khán giả đã yêu thương cha từ trước đến giờ dành cho con. Đó là cái lời nói của chị Hồng Loan muốn chia sẻ đến cả nhà mình ha. Sau đêm diễn ở sân khấu Trống Đồng thì Hồng Loan cùng các nghệ sĩ sẽ bay qua bên Australia để chuẩn bị cho đêm nhạc sắp tới, đó là vào ngày 5 tháng 4. Thời gian qua thì chị Hồng Loan tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chị Hồng Loan quay và phát hành nhiều ca khúc trên YouTube nè, và với mong muốn có những cái kỷ niệm, chị Hồng Loan cũng nhận lời góp mặt cái một số vai diễn trong phim như là phim Sáng Đèn sắp tới của chú anh chị. Vào ngày 22 tháng 3 thì bộ phim Sáng Đèn sẽ được khởi chiếu lại ha. Nó của đạo diễn Quang Tấn Cường chuẩn bị ra rạp trong thời gian sắp tới. Thì hôm qua em cũng có chia sẻ đến với cô chú anh chị một số rạp mà ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô chú anh chị mình có thể đến rạp của CGV, rạp Mega GS, rạp qua nhiều rạp khác. Ví dụ như ở Lotte cũng có cả nhà. Và đặc biệt là những chung cư và những cái gọi là trung tâm thương mại đó, Ế Ông rồi đó cô chú anh chị, thì sẽ có những cái cụm rạp để cô chú anh chị mình mua vé mà xem ha. Nhiều khi ở tỉnh cô chú anh chị, ở tỉnh xa đó thì cô chú anh chị mình ghé các trung tâm thương mại gần nhà mình đó, có thể hỏi mua vé ha. Có rạp thì bán vé trước, có rạp thì gần tới ngày mới bán vé. Thì cái giá vé tùy thôi, mỗi rạp thì nó lại có cái giá khác nhau. Cô chú anh chị mình cập nhật ha. Cái đó là em mong muốn và chia sẻ cô chú anh chị mình. Mình cầm trên tay những cái vé, đó là cái lời động viên cũng như là khích lệ tinh thần cho chị Hồng Loan, và cũng như là ủng hộ đạo diễn Quang Tấn Cường, ủng hộ Hồng Loan, con gái duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Rồi, tiếp theo cả nhà ha. Dịp Tết vừa qua, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng tham gia diễn trong cái vở kịch là sân khấu kịch Quốc Thảo với cái có tên gọi là Du Chen và trò chơi ma quái. Bình Tinh, con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đồng hành dìu dắt Hồng Loan trong những ngày đầu. Nữ nghệ sĩ cũng sẵn sàng ủng hộ cô nếu có nguyện vọng theo đuổi con đường nghệ thuật, nối nghiệp cha. Giữa ồn ào gia đình, Hồng Loan nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ như là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Nguyên Vũ, Văn Văn. Con gái Vũ Linh cũng tập trung công việc bán hàng online tại nhà thời gian qua. Cô hiện cơ bản ổn định cuộc sống kinh tế để chăm sóc cho con nhỏ và lo cho hương khói của gia đình. Đó là tất cả tất tần tật những gì mà báo Vietnam.net muốn chia sẻ đến với cô chú anh chị và các bạn mình. Sau chuỗi lời hàng loạt những cái việc làm của chị Hồng Loan, phải nói là được khán giả, cộng đồng trong và ngoài nước, cộng đồng mạng ha, cô chú anh chị mình yêu thương và kích lệ.
những cái bài viết cũng như là những cái video mà được quay ở sân khấu ca nhạc Trống Đồng, rất là gọi là cái hiệu ứng tốt, răng răng lên cả nhà, được like chia sẻ rất là mạnh. Bà con cô bác kiều bào ở nước ngoài ai cũng biết đến Thư Hồng Loan qua cái cách đối diện chân thật, thật thà, dễ thương, dễ mến, dễ gần. Đó, và cái cách ăn mặc rất là đơn giản giản dị, chỉ cần em nhớ là đâu đó là cái đầm đơn giản thôi cả nhà, áo dây đơn giản thôi, và cũng bộc lộ được cái tính cách là đơn giản của chị Hồng Loan, không cần phải cầu kỳ hay là rắc rối rườm rà. Qua cái lối diễn chân chất thật thà giống như cố nghệ sĩ thì phải nói là được khán giả yêu mến rất là nhiều ha cả nhà. Sau khi mà anh Hai Vũ Lân hát xong á, kết thúc cũng như là ao cái chương trình đó, thì chị Hồng Loan nắm tay dắt bé Bun và bé Ken ra để chào cho chào khán giả. Phải nói là bà con cô bác ao lên sân khấu rất là đông, và cũng như là cổ vũ yêu mến, hôn ôm rồi xin chụp hình, tặng bông, tặng hiện kim, và cũng như là những lời khích lệ động viên, cố lên, hãy buôn bán này thế này thế kia. Phải nói là đó là một cái tín hiệu vui ha cả nhà ha, một tín hiệu rất là vui. Sau khi mà được bà con yêu mến quá đó, thì bên ban tổ chức của sân khấu Trống Đồng thấy tình trạng nó sẽ nhiều khi nó sẽ có những cái gọi là trục trặc, có thể là sẽ gây ra sự không an toàn cho chị Hồng Loan cũng như là tất cả các anh chị nghệ sĩ khác, thì ban tổ chức cũng có ra kéo chị Hồng Loan vào, thì cũng mong là cô chú anh chị mình thông cảm vào vấn đề đó, tại vì cần phải có cái vấn đề là an toàn. Khi mà nghệ sĩ ca sĩ tới hát thì cần ban tổ chức cần phải đảm bảo sự an toàn cho nghệ sĩ cũng như là những anh chị mà đến tham gia cái chương trình đó. Thì anh đã bảo vệ từ sân khấu cho tới phòng trang điểm và ra tới tận xe để đưa lên chiếc xe huyền thoại của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn cả nhà. Phải nói là khi mà chúng ta nhìn thấy chiếc xe huyền thoại chạy vào sân khấu Trống Đồng thì tự nhiên cô chú anh chị mình thấy chợt nhớ và chạnh lòng, lại nhớ về cố nghệ sĩ, cứ tưởng đâu là cố nghệ sĩ vẫn còn sống và cũng như là đang diễn ở sân khấu Trống Đồng vậy đó cả nhà. Tại vì chiếc xe đó đã gắn liền với bao nhiêu là năm tháng của cố nghệ sĩ đi diễn, rất là thương, rất là quý cả nhà, bao nhiêu là lấy đi, bao nhiêu là giọt nước mắt của cái đêm diễn hôm đó, và cũng như là bài viết về báo Việt Nam .net rất là hay, nói về chị Hồng Loan rất là hay. Mong là cô chú anh chị mình vẫn yêu thương, ủng hộ cũng như là ủng hộ Tài để Tài có động lực chia sẻ những cái video mới nhất và cập nhật thông tin mới nhất gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình, và cũng như là ủng hộ chị Hồng Loan trong thời gian sắp tới ha cả nhà. Chương trình còn rất là dài, em chia sẻ lại nè, ngày 5 tháng 3 thì chị Hồng Loan chuẩn bị hành lý bay qua nước Úc để diễn lưu diễn ở bên đó, chắc cũng phải 1 đến 2 tuần. Tất cả các tiểu bang luôn, hình như là 5 tiểu bang gì đó cả nhà. Có sự góp mặt của anh Huy Sang và chị Ni cũng đi theo chị Hồng Loan luôn. Chị Ni, khi mà nói về chị Ni thì em phải khen một rằng á, phải nói là một hộ pháp, là một cánh tay đắc lực, là một người chị. Một người chị mà không, mặc dù nó không phải là máu mủ ruột rà, nhưng mà cả còn hơn cả tình thân nữa cả nhà. Lúc mà ra xe đó chú chị Ni đã ôm từ phía sau chị Hồng Loan để bảo vệ, lấy khăn che mình, lấy khăn che chắn bảo vệ chị Hồng Loan, thì cô chú anh chị biết là cái tình cảm nó như thế nào rồi. Còn khi mà chuẩn bị đi Úc đó, thì chị Hồng Loan, chị Ni á, cũng chuẩn bị này kia nọ, tiền bạc hay các thứ rồi đó, để cho chị Loan có gọi là chuẩn bị sẵn sàng bay qua với một cái tinh thần thật là thoải mái nhất, và qua bên đó là diễn cho một cái gọi là với một tinh thần thoải mái và suôn sẻ nhất ở cả nhà. Sau khi đi Úc về thì chúng ta gặp chị Hồng Loan ở Tây Ninh. Sau khi chương trình Tây Ninh kết thúc thì chúng ta lại có một chuỗi ở các tỉnh miền Tây. Hy vọng là bà con mình ở Tây Ninh sẽ chuẩn bị sẵn sàng ha. Trước tiên là ở bên Úc ha, bà con ở bên Úc sẵn sàng chào đón chị Ni cũng như chị Hồng Loan, tất cả các anh chị nghệ sĩ khác nữa qua bên đó lưu diễn ha. Sau khi diễn ở Úc về thì bà con Tây Ninh ơi, hãy cập nhật thông tin và mua vé ủng hộ chị Hồng Loan gặp tại Tây Ninh ha, gặp tại Tây Ninh. Sau khi chương trình ở Tây Ninh kết thúc thì bà con ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như các tỉnh miền Tây đó, thì tới đó thì em sẽ cập nhật ở tỉnh nào, có thể là miền Mỹ Tho, có thể là Cần Thơ, có thể là Tiền Giang đó, hoặc là Kiên Giang đó, cô chú anh chị mình hãy cập nhật thông tin rồi qua cái kênh YouTube của Tài, hoặc là báo chí hay cả nhà, hoặc là tất cả các group hội nhóm trên trang Phở Bò để mình biết được thông tin và mình đi xem, mình mua vé ủng hộ hay cả nhà. Cái giá vé thì nó cũng vậy thôi em nghĩ là nó cũng xem vậy thôi, nhiều khi đi tỉnh á, thì giá vé nó còn lại rẻ hơn một xíu, có thể là phù hợp với lại tất cả mọi gia đình, mọi lứa tuổi, gọi là vé ngon bổ rẻ đó, vé sinh viên đó cô chú anh chị. Thì tối hôm nay em muốn cập nhật gửi đến cô chú anh chị mình một vài thông tin như vậy ha. Bây giờ thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây, hẹn với cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian quý báu ra để theo dõi video của Tài. Xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa thì em mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn, mến chúc cả nhà mình
trong và ngoài nước luôn ha, được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Hãy đồng hành cùng với Tài, like, chia sẻ và cũng như là ủng hộ Tài ha cả nhà, để Tài có động lực chia sẻ nhiều video và cũng như cập nhật nhiều thông tin mới và đến cùng với anh chị mình ha. Xin chào ạ.